Ở đường xe hơi nha anh chị chú. Đó. Mình chạy ra đường cho anh chị chú thấy nha. Đó. Mặt tiền hả ta? Ủa đất này hai mặt tiền à? Nhà cửa ở đây đông dân cư nha, chú chú. Mà nãy quên chụp mấy tấm ảnh rồi. Để về chụp sao? Nãy em có chụp mấy tấm ảnh bạn không? Sao nãy em sao không chụp ảnh chụp ảnh em đi Lương Tân đi đâu vậy? Hả? À, bỏ đất gì đâu kỳ vậy? Mà ảnh rồi đất phải chụp ảnh. Bỏ đất gì kỳ vậy? Hả? Hả? Chụp ảnh không chụp ảnh giáo kêu chi tiền đó sao không có tiền chia đây là đường nhựa liên xã nha, nhựa liên xã ở Cộng Lạc.